Xin chào cả nhà, mình là Phạm Thanh Dũng, chủ bên tin ống thủy nhân. Còn đây xin giới thiệu với cả nhà đây là anh Lưu là một người đang đồng hành cùng với bạn Văn Hải, chủ kênh Cuộc Sống Miền Trung. Anh Lưu là một người con của miền Nam và đang ra đến tận Huế để hỗ trợ đồng hành cùng với bạn Hải, giúp đỡ cho ba mẹ con chị Minh, em Hiếu và em Hiền. Và ngày hôm nay mình rất là như các bạn đã biết thì vừa rồi á, rất nhiều người fan của mình, những người hâm mộ, những người ngành hình quân, những người ngành hình quân nữa là liên hệ với mình và nói với mình á, là ra đây gặp ba mẹ con người rừng để giúp họ. Nhưng mình có một nguyên tắc như mình đã tâm sự với những clip trước, đó là việc mình rất tôn trọng các youtuber và mình muốn rằng là nhân vật của họ là để cho họ xử lý, để cho họ làm và họ giải quyết. Mà như mình nói, Hải đủ thông minh để Hải biết cách xử lý tình huống với ba mẹ con người rừng như thế nào. Đặc biệt là nếu như mọi lần mình chỉ đi làm với một mình thì bây giờ Hải đang còn có sự chung tay của hai vợ chồng anh Lưu nữa, thì mình nghĩ rằng là mọi việc nó sẽ rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì vừa qua là em được biết là với cái phương án 1 của Hải và hai vợ chồng anh đang làm thì nó có một cái sự đang bị gián đoạn. Bị gián đoạn thì theo anh thì cái lý do mà gián đoạn như vậy là lý do gì? Cái vấn đề chỗ là cái chị Hiếu có chị Minh á, là mẹ cái Hiền á, là chỉ là đang bị cái tâm lý là chỉ giống như chị bị thiên cái tâm lý về tiền, chỉ là chỉ thích tiền thôi. Bây giờ nó có tiền là chỉ làm mọi cách cho mọi người cảm thấy. Nhưng mà cái sự cố đó xảy ra là cũng có một cái gây khó khăn chúng tôi là bây giờ chúng tôi không thể nào tiếp tục phương án A. Chúng tôi phải đang tìm cách là xử lý phương án B cho tốt nhất để áp dụng với chị Nguyễn Hạnh Minh này. Thì tôi cũng có chia sẻ lên clip rồi đó, là tôi cũng có hôm đó là do tâm thức của tôi bỏ ra rất nhiều mà nó bị gián đoạn như vậy, nó bị hư hỏng như vậy, thì tôi cũng hơi bức xúc, tôi cũng có nói câu mà trong clip đó là tôi đã gửi lời xin lỗi tới cái clip của youtuber khác. Nhưng mà những cái khán giả của youtuber đó thì cũng không có coi, mà cũng không có nghe kỹ về vấn đề là tôi đã xin lỗi mà nói tôi là này nọ kia. Nhưng mà tôi cũng có giải thích ở chỗ là tôi có hét chị Minh. Ở chỗ đây là chị Minh là một con người rất là dữ dằn. Tôi đã thu thập thông tin này gần 6 tháng nay là chị nói mà nếu mà ai mà hiền với chị á, là chị được biết làm tới. Chị có thể là chị giận là ban đêm chị á, chị y ra rồi chị lấy phân đó chị chen vào tường nhà hoặc là quăng vô nhà người khác. Cái này là có xác nhận của toàn bộ là trong thôn. Chứ không phải là tôi nói gì vấn đề gì, nhưng mà tôi có nói á, thì vui lòng á, những cái kênh, những cái mà khán giả rồi là quê của các youtuber khác á, hay là youtuber nào đó mà coi thì vui lòng á. Nếu mà chúng ta coi video clip của một youtuber nào, chúng ta phải theo dõi từng cái hình ảnh, từng cái âm thanh của người ta nói, nếu mà quay trực tiếp là thật. Đúng rồi. Còn nếu mà chúng ta quay mà chúng ta mà không có trực tiếp live stream á, là chúng ta có xử lý hậu trường. Cái đó là anh nói rõ cái, cho nên là có những người coi cái youtuber đó, người ta coi cái hậu trường mà nếu mà cao tay gì upload gì mi là chúng ta không thể kiểm soát được. Cho nên là có những cái là cũng khuyên á, là youtuber hay gì đó mà muốn đưa cô đánh nhậu không gỡ cắm trong cái tin nóng thời gian này, là với những youtuber khác á, là thấy cái nhân vật của youtuber nọ mà đang hot thì cũng vui lòng liên hệ với cái chủ kênh đó trước để tìm hiểu rõ ràng sự thật của cái nhân vật đó của người ta, để mình tiếp cận và mình phải làm như thế nào để tránh ảnh hưởng cái phương án của người ta đang làm. Chứ không phải vì cái view, vì cái sức mà chúng ta bất chấp làm việc youtuber hiện giờ đó là đã đi theo một con đường tâm linh. Ý sao cũng nói là tâm linh, tại vì chúng ta đã được hướng đạo từ trong tâm của chúng ta là phải giúp người, và giúp người là thực sự tâm linh, chứ không phải giúp người về cái mặt gì tiền bạc. Nếu tiền bạc thì xin thưa anh, làm chưa đầy 5 năm là anh đã chết,
tại vì cái bên mặt tâm linh là trồng cái ớt anh phải ăn nguyên cái cây, trồng một hạt ớt là anh phải ăn nguyên cái ớt. Nếu mà nguyên cái ớt anh ăn không xong mà chim nó có bay, nó có đem đi chỗ khác nó gieo nữa thì ớt đó anh ăn mãi mãi không hết. Cho nên tôi gửi gắm cái tâm tư của tôi chờ đến những youtuber là hãy làm cái tâm thiện, không gì clip, không gì view, không gì sức mà ảnh hưởng tới những kiểu kênh khác. Và ảnh hưởng đến cái nhân vật mình đang muốn cứu. Và ảnh hưởng, quan trọng là ảnh hưởng đến nhân vật mình đang muốn cứu nữa. Cái phương án B này là phương án gần như là nó không có. Phương án B, phương án C của chúng tôi là không, chúng tôi không muốn đâu. Nhưng mà chỉ phương án A đã vỡ, chúng tôi phải làm phương án B. Và phương án A là không tách rời, không bất cứ cái gì cho chị Minh hết. Nhưng mà bây giờ chúng tôi phải xé ruột của mình ra để làm phương án B. Cho nên là youtuber, tôi khuyên youtuber phải có cái tâm, phải có tâm của mình. Mình làm việc này là đã nên tự nhiên là ở trên đã chuyển mình đi làm cái chuyện đó rồi. Thì mình phải hiểu, mình sống trên đời này là mình gây việc thiện thì mình sẽ hưởng cái thành quả được. Mình gây nghiệp ác, mình phải trả giá rất là cao. Gây một, trả 10, thậm chí 100,000 các gì. Đó là gì? Rồi thì cảm ơn anh Lưu đã bộc bạch về cái quan điểm của mình. Có thể là mọi người có mình chốt lại cái những cái lời vừa rồi anh trải lòng rất là nhiều. Có một vấn đề có lẽ là một số vấn đề anh hơi bị cảm xúc một chút. Đôi khi cũng hơi bức xúc một chút nữa. Đó là vấn đề một số YouTuber vì cái view, vì muốn cái view, muốn cái like, cần những cái đó mà để bất chấp tất cả để làm cái nhân vật của em Hải cũng như là cái nhân vật của gia đình của chị Minh cho em Hiếu Hiền đó, làm vỡ đi cái kế hoạch mà cái mong muốn, cái tâm của anh Lưu cũng như là em Hải là muốn cứu, giải cứu cái gia đình họ. Mục đích của họ là giải cứu gia đình họ cái gì chứ không phải giải cứu mỗi em Hiền em Hiếu đâu. Giải cứu cả chị Minh nữa, tức là muốn mang lại cho gia đình của chị Minh và em Hiếu Hiền ấy, được một cuộc sống nó khác hơn, nó được văn minh hơn, nó được đẹp đẽ hơn và nó được trở thành một con người phải là nó được xã hội yêu mến hơn và gần gũi với xã hội hơn. Nhưng mà cái mặt đó đã bị tan vỡ, đã bị đổ vỡ vì một số YouTuber khác tiếp cận làm chuyển hướng cái mong muốn của em Hải và cũng như là của anh Lung. Cho nên là qua câu chuyện này mọi người đó cũng hay nói là mình sao mà mình không ra mình làm đó, mình ra làm chỉ được cái lời tư lời cho mình thôi, được cái tiếng cho mình thôi, nhưng vô tình mình đang giết chết đi một gia đình thì mình không làm. Mình làm kìm hãm đi cái sự thay đổi về cái nhận thức, thay đổi về cái văn hóa và thay đổi tất cả của một người khác mà vì để mang lại đồng tiền cho mình không làm đâu. Cho nên là say no với những cái lời đề nghị đó, mọi người thông cảm cho mình. Và hôm nay mình cũng có một câu chuyện đó như vậy. Tuy nhiên thì em được biết là hầu anh được biết câu chuyện đó là anh chị ra đây đã rất là lâu rồi và anh chị hầu như phải bỏ tiền túi ra để mà làm công việc này hết. Thì anh có thể chia sẻ rằng là cuộc sống hiện tại bây giờ anh đang thuê trò và sinh hoạt như thế nào? Bây giờ là từ ngày 7 tới giờ là 2 tháng 4 rồi. Bắt đầu là tôi bỏ trong cái gầy gầy trong miếng da lông, gầy trong miếng da lông nhân măng da lông đó là lông viên thọ đó, tôi mới ra ngoài những dạ này tôi thuê, tôi thuê nhà thì tôi thuê thì khi mà tôi làm đó thì chúng tôi phải ăn tiền, còn ngày nào mà chúng tôi mệt á thì chúng tôi ở nhà chúng tôi mua đồ ăn gì nấu ăn rồi nấu một gia đình thì chúng tôi phải làm kiểm nhất để cho mà có cái đồng lương mà tôi sống ở đây không phải gì tôi có tiền, tôi có tiền mà là tôi sống phải nhờ những cái bạn hữu mà tôi giúp đỡ ngày xưa đó là nó hỏi tôi bây giờ sống như thế nào, tôi nói giờ thì cũng hơi khó khăn thì đứa gửi 2 triệu, thì lâu lâu có đứa khác thì gửi 1 triệu để cho chúng tôi sống đây đất qua ngày để làm gì, đó là cái nghiệp chúng tôi phải trả, chúng tôi phải sống như vậy đó, tại vì nghiệp này đời này chúng tôi phải trả do nhiều kiếp trước người ta rất là rất là không tốt. Anh có bao giờ anh suy nghĩ rằng là anh sẽ bỏ cuộc không? Không, tại đối với hai chúng tôi bây giờ là chúng tôi phải đi làm,
Yeah. Làm xong cái nhà Âu Minh xong rồi tôi sẽ kiếm cái những cái mảnh đời khác. Mảnh đời khác. Yeah. Tôi cứu ở đây không phải là việc cứu cái xác thân của họ, yeah, mà cứu cả linh hồn. Yeah. Tại vì á, chị Minh hiện giờ á, là nếu mà được á, là tôi phương án B mà nếu mà tốt được á, thì chị Minh sống như một gia đình bình thường. Chị Minh biết nấu ăn rồi hai đứa bé, tiền bé nước, để đi làm kiếm tiền và sinh con đẻ cái. Giúp đỡ ở đây là giúp đỡ trước tiên là giúp đỡ cái gia đình bé Hiếu Hiền và chị Minh. Thứ hai nữa là giúp đỡ cái thôn, cả thôn Xuân Lỗ là không còn thấp thỏm ban đêm đi ra ngoài, nhất là cấm phụ nữ và người lớn tuổi, người già, người nữ, là tất cả là nữ là bây giờ là không dám đi ra ban đêm. Tại vì bây giờ chị Hiền là 20 tuổi rồi, nó đã trưởng thành rồi. Cho nên cái điều đó là tôi rất sợ cái thằng đó, cho nên là chúng tôi gắng cố gắng để thay đổi cái chuyện đó. Làm có bằng được với gia đình chị Minh với hai đứa cái Hiền này, rồi chúng tôi mới đi tiếp cái tình khác. Có những có mạnh thường quân, có những cái người giới thiệu á, là có người này khổ sở hơn, người kia sống khổ sở hơn. Nhưng mà kính thưa quý vị á, cứu một gia đình á, không phải đến là đã làm cái việc thiện nguyện để cho tốt đẹp, làm cho trời đẹp đạo ha, mình làm cho chót rồi những ba khác đừng có từ chỗ này chưa xong, giống như mình mình cỏ vậy đó, mình cỏ mình có chọc cho sạch gốc rồi đó thì nó lâu lên, còn nếu mà chém cái tiếng kém ở trên đó thì chúng mình làm không nổi thôi. Dạ, vậy cảm ơn em. Thì bản thân em thì ở xa, ở thành phố Hồ Chí Minh. Tên Lục, thưa quý vị, mình thì ở rất là xa, mình không có điều kiện để mà tôi tới đây thường xuyên được. Mình cũng vô tình hôm nay thì mình được biết được câu chuyện của vợ chồng anh Lưu đã hỗ trợ em Hải như vậy, thì cũng không có gì hơn, em xin gửi cho anh quyết định. Thì em muốn giúp anh quyết định tiếp tục cái công việc của mình đang em thấy rất là những cái việc làm của anh là nó cùng với những cái quan điểm của em và nó chung với cái quan điểm của em luôn, và cũng rất cảm phục cảm thấy nên đã bỏ công sức thời gian đi làm cái giúp đỡ những mảnh đời như vậy, đặc biệt là mảnh đời của ba mẹ con chị Minh. Thì em muốn gửi cho anh một ít để anh chi phí xăng cổ đi lại cà phê ăn uống. Anh gửi anh 2 triệu. Còn anh cái này thì anh có tấm lòng thì anh cũng nói vậy, thì anh không có nghĩ là phải nhận tiền anh được, tại vì anh có bạn cũ của anh á, nó có hỗ trợ anh được thì cái này thì không, bạn cũ của anh cái gì em không biết. Anh phải nhìn cái tấm lòng của em, đây là cái tiền mà em kiếm được từ của bản thân em đó, thì em kiếm được, cho nên là em muốn rằng là giúp đỡ anh một chút rồi để anh đổ xăng rồi anh ấy để anh còn ở lại đây dài dài với gia đình của cùng với bạn Hải nữa, với em Hải, để mà gia đình này em anh còn phải theo đuổi mà anh phải, anh không bỏ cuộc, và em cũng mong rằng cái số tiền của em không có nhiều nhưng mà tấm lòng của em á, đây là gửi gắm một chút tấm lòng, tại vì em đồng cảm với công việc của anh không có, anh không phải là một YouTuber, anh làm công việc mà hoàn toàn phải bỏ tiền túi, đôi khi anh còn phải được sự hỗ trợ của những người khác. Còn em đi làm, thì ngoài cái việc tiền ra thì em còn được nó trả tiền, đó trả tiền, tuy rằng số tiền mà người ta trả cho em chứ nhiều nhưng mà em cũng đủ để san sẻ với một ít, mong anh đón nhận ha. Nếu mà tiền của em thì anh nhận, còn nếu mà tiền của Mạnh Thường Quân thì anh không dám, tại vì á, tiền của Mạnh Thường Quân là người ta giúp đỡ những cái nhân vật trong của em chứ không phải là của anh. Anh tưởng đâu tiền của Mạnh Thường Quân. Không, cái này tiền của em mà, thì cái này tiền của em. Dạ. Rồi, thì nếu mà sắp tới mà có nó nhanh như vậy thì sắp tới có Mạnh Thường Quân nào muốn hỗ trợ cho anh một chút thì anh đón nhận chứ. Đúng. Nếu mà Mạnh Thường Quân mà giúp cho anh thì anh nhận, còn giúp cho nhân vật thì mình hạn chế sử dụng tiền, tại vì tiền đó là của cái người, cái nhân vật của mình, cái vai của mình. Anh gặp nhau cái đó, cho nên nãy là em không có nói rõ là tiền của ai, của Mạnh Thường Quân để lại. Còn nếu mà tiền của em kiếm được, là tấm lòng của em, anh nhận. Dạ, rồi.
thì về đó thì em thì từ Dũng Nam thì em cũng chưa chào hỏi gì nhiều đó, nhưng mà em biết rằng là công việc của em á, làm hiện tại bây giờ cũng đang tốt, và thu nhập thì không cao nhưng mà cũng đủ để mà giúp đỡ cho anh chút địch thôi, chứ còn nhưng mà em đâu có nhiều đâu, đúng không? Em nhiều là bây giờ em phải đưa cho anh phải 20 triệu, năm nay cũng chưa đủ nữa, 2 triệu lắm đáng gì hết, đúng không? Thôi thì bây giờ em cũng phải vẽ đi vào trung cư Hồ Chí Minh. Dạ. Thì em xin được chúc anh với bạn Hải tiếp tục con đường tìm người của mình bằng cái tâm, và chúc anh là đừng có nản chí, đừng có nản chí, đừng có bỏ cuộc, và chúc anh được nhiều sức khỏe để làm những cái điều mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội, cho cuộc sống này. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Anh ha. Dạ rồi. Rồi. Xin chào mọi người.